Ok, chúng ta sẽ cùng nhau. Ok. À, bài này quả vãnh vanh đấy. Nam, em cho cô biết tình hình hôm nay rằng ai đi buồn viết lên đây. Hay, nó chuẩn nhở, nó chuẩn vãi. Chú ý học sinh chỉnh trang đi xe đạp điện. Anh Vành đẹp trai. Ôi, chị này có phải hot girl hay gì không mà sao? À, các bạn thấy không? Quay phim và đạo diễn biết là sẽ quay từ cái góc này vào. Các bạn hình dung không? Có nghĩa là sẽ quay từ góc này vào. Nên là đã bảo chị này mặc dù rất là xinh, rất là trắng. Úi dồi ôi, móng tay các kiểu rất là perfect. Đeo, đeo hột xoàn cái gì to ấy nhỉ? Đeo, đeo khuyên tai cái gì hột xoàn ấy sao mà to thế nhỉ? Thấy không? Phải khép chân là quay sang bên trái. Các bạn nhìn thấy không? Đó, đây là... Chứ còn nếu như mà là cảnh quay thật sự làm sao nó biết là nó quay sang bên trái mà còn khép chân đấy các bạn thấy không? Thấy không? Thường người ta ngồi người ta phải thế này chứ đúng không? Kiểu... Thấy không? Nhưng mà đùi trắng thế. Đến đây và đùi vẫn trắng này các bạn thấy không? Ui đùi bạn bên này cũng trắng này. Cái bạn tóc xoăn xoăn nhưng mình không thích con gái tóc xoăn kiểu này. Mấy người con gái tóc xoăn cũng kiểu ngồi giữa này nhưng mà bạn bạn nam ngồi sau là tóc kiểu vuốt keo xong phải cắt cái kiểu này là kiểu của mình này. Nhưng mà mình đéo vuốt keo vào nó bị xù lên là trông như này thế thì cái kiểu là kiểu của mình ở đó các bạn thấy không? Nữ diễn viên này có vẻ bạn này có phải nữ diễn viên chính không ta? Xinh thế. Không có một vết mũi đốt luôn. Như là kiểu nồi inox mới mua về. Rồi ôi. Biết tình hình hôm Hôm nay nay rằng tiếng ai đã đi đi muộn. buồn Viết viết lên lên đây. đây. Cái hình ảnh của cô giáo ở đây mình nói thật các bạn biết là, mặc dù mình biết là nam đóng giả nữ nhưng mà nó giống thật vãi cứt, không phải là giống là bằng giống nữ mà đúng kiểu của các cô giáo hiểu không? Khi mà Viết viết lên lên đây. đây. Lúc sáng sớm đã gọi điện cho Chào Nam em, để xin xin đi đi buồn muộn. vì việc Xin gia gia đình. đình. Gia đình. Đại không? Mình thích anh kia vãi nhất. Anh kia đóng đạt vãi cứt. Đóng đạt cực kỳ luôn đấy. Chết mẹ mày chưa? Cái tội ngu. Thức đêm thập du, sau tệ ra tiếng sẽ được. Rồi mai sau làm gì cho đất nước? Xin lỗi cô, tha cho em lần này thôi. Mời phụ huynh về, bọn kia im để bố xin. Có một kẻ dưới tếu ác kia. Ai trong cái lớp này ngồi đọc thằng em ta nó vỡ đầu đứng ra đây đi. À không bước ra đây ok tao không đánh nó mà là bạn tao đánh bạn tao đang ngồi ở à, anh ơi đi tới mình thích anh cái gì sao làm sao đẹp trai mày thế đánh tao à? Mày ngon thì cứ đẹp trai thật chứ một mình tao chấp hết đẹp trai thật vẽ đẹp căng mình căng nó đánh nhau to rồi chạy nhanh đi mách cô What the fuck? Tao đánh bạn tao đang ngồi. I
này, đây là trai với đúng gu của mình. Đây là đàn ông. Nó phải căng căng nhau to rồi chẳng căng căng nhau to rồi chẳng nhau to rồi. Cơ thôi. Thôi tao té trước thì mày. Mình thích mặt đàn ông mà có tí vẽ này, mình toàn vẽ đầu mà đây này, mình vết vẽ đầu mình vẫn còn bên này này, bên này này. Ngày xưa mình còn vẽ hẳn hình Dota bên này mà, bên này logo căng nhau to rồi, chẳng nhanh đi mắt cô thôi, thôi tao té trước đây mày. Đấy, mình đẹp trai thì với mình đẹp trai đấy là hồi nhỏ nhỏ thôi thì là kiểu đấy, nhưng lớn lên thì đấy cũng khác. Rồi cấp 2, cấp 3 với mình như này đẹp trai. Cô cũng luôn bác cả lâu. Đi theo tôi gặp giám hiệu. Ông này buồn cười. Ngu người. Ngu người. Ngu người. Vẫn như mọi khi tôi lặn xuống đây ngồi uống nước, chè nước chưa được sôi nhưng mà thôi cứ uống vì đang khát nước, uống không tao rồi một ly, uống nhanh lên không đó, ngoài trường cũng như nhà mà là nhà thì xóa đi. Tập tập cấp 3 hay là thanh niên thì kiểu kiểu đấy mình. Cháu Nguyễn Việt Anh, cháu đứng dậy ngay, cháu cho thầy biết. Ủa, ông này là hình như là bên nói dối thầy cô, bên trắng hay là loa phường đúng không? Chúng tôi không chấp nhận cái thứ hung hãn đông tí la lại đánh bạn. Thật ra nhạc và lời mình thấy cái bài mặt đời xe ôm là hay nhất. Bài này nhạc với lời, lời thì vẫn tếu nhưng mà nhạc thì mình không thích lắm nên là. Xác minh cái gì cậu nhưng mà có đi. Và video thì hay, video mà hay. Cậu nghĩ tôi mù hay nghĩ tôi già mà đinh quá mặt. Nhạc, nhạc, lời hay này, lời hay, video hay mình chưa xem hết nhưng mà nhạc thì mình không thích lắm. Cậu viết nốt cái bản dự tính này, rồi mang qua phòng cho tôi. Ngày mai mời phụ huynh đến giải quyết. What the? Váy ngắn thế, có trường nào ở Hà Nội hay là Sài Gòn mà thật sự váy ngắn như này không ta? Nếu như có bất kỳ một cái trường nào ở Hà Nội hay Sài Gòn mà thật sự có váy ngắn và mặc đồ như thế này đi học, mình sẽ một tuần ra đây đứng một lần vào mỗi ngày thứ hai khi chúng đi học nhiều nhất để ngắm. Làm gì có đùi, trời ơi đùi ơi, không có một vết muỗi đốt. Nhà có này như không có muỗi à? Hay là ra đường thoa cái gì nhỉ? Sao không có một cái... Chân mình này sẹo ngày xưa, té xe đạp này, rồi mụn ruồi này, rồi lông này, các kiểu này. Đây, đến cái bắp chân còn có lông. Trời ơi. Cậu thôi đi, cậu không chịu lo học hành gì cả. Sao giọng mình là đông thế? Chỉ có quậy phá thôi. Cậu giọng không muốn chơi với cậu nữa. Cái gì cả, tớ muốn chơi cậu nữa, what the fuck, cấp 3, có phải lớp 1 đi không? Mà giọng sao đàn ông thế, giọng giọng ghép hay sao, mình không tin. Mình không tin đây là giọng của bạn ấy. Mình không tin đây là giọng của bạn ấy, mình xem lại đi. Nhưng mà diễn hơi sâu ý. Tớ không chơi với bạn nữa, what the fuck. Cậu thôi đi. Cậu thôi đi. Cậu không chịu lo học hành gì cả. Cậu nói chơi. Suốt ngày cậu chỉ có lo quậy phá thôi. Tớ không muốn chơi với cậu nữa. Ui, cổ kìa. Ôi trời ơi, cổ thì là ở cái tâm. Sao có những người, người ta sinh ra người ta như một cái quả trứng thế nhở? Không có một cái vết, cái tì hay là bị không bị dậy thì, không bị kiểu mụn trứng cá hay là không có một cái gì cơ mà tôi nhìn trái nhìn phải, tôi không có một cái gì luôn ấy, không có một cái lỗ hay là một cái vết sẹo hay là một vết thâm, không có cái gì luôn ấy. Ui dồi, tai kìa trắng thế.
Trời ơi, chẳng có cổ cổ ngấn mà ngấn rất là đơn giản ấy. Ngấn thế mà tự dưng mình có một cái cục ở đây này, thề nó to mẹ cái này, cục cục như cục biếu vậy. Chẳng thế nhỉ. Rồi mắt thì đen đấy chứ lông mi thì cong vút này thế kia. Với cậu nữa. Tớ không chơi với cậu nữa. Ôi ôi quay đi quả. Xôi mặt đánh đá. Nhưng mà góc này hơi xấu, mặt đánh đá. Bạn này không nên bao giờ nên làm mặt buồn hay mặt xấu và kể cả đóng phim. Nên dỗi thôi nên kiểu thấy không? Thì, như thì nó sẽ hay hơn. Nhìn này mặt ác quá, nhìn mặt này. Xôi. Sợ như mà hình như là bạn này không muốn khoe tay hay sao ấy mà kéo dài quá. Ui dồi, mặt này hơi ác vậy, búi cao quá, thả tóc thì có khi bạn ấy đẹp. Thật sự bạn này mà thả tóc mình rất là thích con gái, mà để tóc dài và đen như bạn này không nhuộm gì cả, mình rất là thích con gái như thế. Sao cái cảnh này quay nhanh thế nhỉ? Rồi, sao cái cảnh này quay nhanh thế nhỉ? Không thể nào mà kéo lại. Chẳng thi. Thay đổi, thay đổi. Suy nghĩ. Cái gì đấy? À suy nghĩ deep 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 xin deep xin cái cô này ngày xưa mà cô đi học có thằng nào có cái diễm phúc lần đầu tiên được cầm tay cô này hay là dẫn cô này đi chơi thì mẹ mày cả đời sao có lấy vợ khác, bây giờ nhìn lại vẫn ui dồi ôi eo thì ra eo mà sùi ui đầu gối không hề thâm một tí nào, đầu gối mình thì mẹ như đầu gối chó, các bạn nhìn này đi mẹ xương sẩu rồi đéo rồi đi mẹ, người thì gầy mà bắp bùng đi mẹ, quắt lại này trông rồi xương này mẹ các kiểu, nhìn đầu gối thì đéo rồi trông xương một cục hiểu không, sồi ôi xương xương ống đầm các kiểu này mẹ, lông lá trên đây nhìn quả đùa chứ, để đấy cho các ông so sánh luôn cho nó thấy khác nhau vãi rồi ui ui sao mà trắng thế nhỉ, ui mặt đẹp đấy, mặt như thế này mình thích này, mặt như thế này thì mình thích, đừng làm mặt ác bạn riêng bạn này, ui má đúng đồng tiền cái không phải là má đúng đồng tiền này rồi chẳng thế chẳng vãi cả. Đấy là mặt này này, đừng làm mặt ác thế này thôi, chủ tịch hội đồng quản trị hiệu trường xấu, hiệu trưởng nữa thì trông cháu xin nhận lỗi, lỗi là của cháu đánh bạn ấy, cháu xin thầy đừng bắt cháu rời xa lớp, mãi thương mến yêu bạn bè cháu sẽ nhớ cháu nhiều, đừng có khóc nữa nhìn cậu khóc mà tôi thương, lần này tôi sẽ tha, hãy nín đi con của cha, từ nay cháu hứa xin hứa sẽ ngoan chăm học. Ba cô giáo sao bác ui trời ơi cảm ơn Obsidian đã đồng hành cùng chúng tôi. Cụt hơi cụt hơi cụt ơi bị cụt, sao cái máy cảnh cái quay nhanh thế nhỉ, ơi bị cụt rồi ơi. Trời ơi, bao nhiêu góc quay rồi mà không nhìn thấy một cái góc nào để mà ngoài cái góc quay ác kia không có một cái góc nào có một cái tì vết gì. Đấy, ông Vanh này ở cổ là có cái mụn ruồi cái kìa. Các bạn nhìn thấy ông ở Vanh ở cổ mà ở cổ cổ trái là có cái mụn ruồi cái kìa. Bạn này bạn không có một cái gì luôn ấy. Bao nhiêu góc quay trên dưới trái phải không có một cái gì cả. Trời ơi. Vanh ơi là Vanh ơi. Anh Vanh này cũng Vanh cũng kẻ hai đường này nhưng mà bây giờ nó hơi mờ rồi. Đây ngày trước mình kẻ bên này mà bây giờ phủ tóc đi rồi. Phủ tóc mình đổi ngược ngôi bên này. Ngày xưa mình vẽ mình rất là thích vẽ tóc.
Và dạo gần đây thì nhiều thanh niên vẽ rồi, chứ hồi trước mình vẽ thì ông bà mình toàn bảo là vẽ tóc là đầu trộm đuôi cướp. Trời ơi, mấy thằng đằng sau tại sao lại không tập trung đến đây? Mình đi học với lại lớp nào có mà bạn nào cỡ này thì mình đéo bao giờ nghỉ học luôn, lên lớp chỉ nhìn bạn ấy cũng được. Trời ơi. Thôi cụt đến đoạn này tưởng là phải hát tiếp nha thì sai hơn. Ui trời ơi, răng trắng thế. Sao lại có những người người ta sinh ra thì phải đen da đen mà trắng da trắng thế nhở? Trời ơi, người ngợm kìa. Quá là tuyệt vời thật sự luôn. Mấy thằng đằng sau bị cái gì mắt lại cái chố ở chỗ khác. Nói chung là thật sự thì mình cảm thấy là với những điểm hay sau là video hay, cái nội dung của video hay, không nó nhảm nhưng mà nó nhảm tếu 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 thiệt đấy. Mình sẽ có ai có link Facebook của cái bạn này không, đây này, của anh này này, của cái anh đó kiểu bị gay gay tóc vàng vàng này, đóng đạt kinh khủng luôn ấy, thề anh ấy đọc đóng kinh khủng đạt luôn ấy, đánh cũng quá hay luôn ấy, thật sự đóng hay nhất trong cái video clip này luôn ấy. Đóng tếu kịch bản vui, không nó nhảm nhưng mà nó nhảm ý nghĩa, mà nhảm kiểu nhảm vớ vẩn đấy, mà lời bài hát cũng hay nhưng mà nhạc thì mình không thích. Và đây là cái nhạc thì nó không hợp lắm với lại cái kiểu này, bài đời xe ôm ấy, nó sẽ mình thích bài đời xe ôm hơn, cũng cũng của anh Vanh à. Ok, còn lại thì mọi thứ đều tuyệt vời, đặc biệt là bạn bạn đóng giả nữ với lại bạn cô giáo này cũng ấn tượng này, với lại bạn bạn này thì đóng hơi ít nhưng mà đại khái là góc máy nào cũng đẹp. Rồi ôi, nhất là cái góc máy này này nhìn như thiên thần ấy. Đâu ấy nhỉ? Đâu ấy? Mình không tìm lại rồi. Đây, cái góc này mặt hơi ác. Cái góc này mặt hơi ác. Ơ, hình như là mình nhìn thấy, hình như là bạn này có một cái mụn ruồi nhỏ nhỏ ở dưới mắt phải thì phải. Dưới khóe mắt phải hình như nó hơi mờ thôi. Nó hơi mờ thôi. Trời ơi, này như thiên thần đấy. Mình không xin lên Facebook của bạn nữ làm gì, đẹp thì mình khen đẹp thôi. Mình muốn xem, không biết là bạn này có phải diễn viên không, bạn này đóng hay đó, bạn này này. Ok, cảm ơn các bạn, chắc chúng ta chuẩn bị vào show. Ok.